hiu hiu. Ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy. Đừng lo lắng về anh khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trống vắng, tim cứ đau mà nhói lắm. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mù. Lời thiết tha trong tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên thơ, ôi mấy tuổi yêu vẫn chờ. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vì ngày vui em về nơi đâu. Chập chập chập, anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say thì anh đâu ở đây. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ dịu hồng. Hey! Thì anh cứ đi đi, hay cứ xa em hãy. Hạnh phúc ra sao yêu thương chừng nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi bà, đừng nhớ nhung chi về đâu khi đôi ta đã lạc mất nhau. Thành là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như trong dòng đường dài. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau, sanh bước chung đôi, yêu nhau đến nơi gọi là hạnh phúc. Vậy thì đường anh đi, đường em cứ ở, hai chúng ta không yêu nhau nữa thì đường ai nấy về. Cái gì vậy? Nghĩ chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Anh Thành, anh Tài, anh Giang. Em đâu có mượn mấy anh. Ngày nào cũng đu mấy gốc cây làm live show hát cho em nghe. Ở trên đây đó, 100 con người. Chứ không phải cái viện dưỡng lão của mấy người để lại. Ngày nào cũng hát, mà phải cái hát hay đâu. Hát đam mê à. Mỗi ông một giọng, hồi sẽ ông hát. Già mắt cái gì hả? Bộ mắt hát hả? Hát quá mà. Vừa phải thôi. Tôi đã nói rồi, cha Tài đó, điện ở đâu ra, ông sâu trên phòng tôi. Rồi bây giờ viện dưỡng lão người ta chửi tôi. Người ta nói xài điện gì xài dữ vậy. Ông sâu xuống dưới. Rồi ông đờn hả? Tôi nói ông cái bỏ ông giật giật muốn chửi tôi phải không? Cái bỏ ông giật sao kiểu nói vậy? Ông chửi cái gì mà chửi? Ông nuôi nói ông con sâu à? Ông chửi sao xả vô mặt tôi hả? Ông nói tôi vước mặt không kịp nữa à? Tôi chửi hồi nào? Có bao giờ bà nói xong bà tự đứt gân máu bà chứ? Trong tình huống này hát bài gì ta? À, kết thúc cuộc tình này đã chấm hết. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Hả? Ông Giang, ông có đâu có vừa phải gì? Ông cho Tài đó là ông câu điện của tôi, còn cáo len của ông đang mặc trên người là ai? Hả? Hả? Tụi tôi trên này, ông qua ông thăm tụi tôi, ông hát cho đã, lấy cái áo cho bọn, còn nói cái gì nữa? Ấm phổi rồi hát cho cô. Trời đất ơi, cái bà này không có giọng bá mà nó ác luôn. Ê, tôi nói thiệt nghe, tối nay tôi nằm mơ thấy con mẹ này nè. Tới ông bây giờ. Ai mượn anh bây giờ? Ai mượn anh bây giờ? Ừ, ai nấu rồi. Ai mượn vậy? Ai mượn nằm mơ thấy tôi vậy? Ông ám ảnh tôi đưa đủ hả ông? Dạ, ông, dạ, con xá bà, con xá bà. Trời ơi, cái nón bảo hiểm người ta hả? Người ta mất bây giờ mới thấy đó. Lấy đội, hát dở chúng nó trời cùi bắp. Đội làm cái gì? Cảnh cáo nghe chưa? Bỏ nghe chưa? Đóng cái cửa cũng ư nữa à. Quen một cái viện dưỡng lão làm cái cửa không được em.
Trời ơi, hồi xưa cái bà này chắc cái cốt bà là con của vua chúa gì bà mới lộng vậy nè. Đúng rồi. Ai xui lắm mới lấy chúng mẹ đi. Thì bởi vậy, tôi nói thiệt nha, nghe nói đâu hồi xưa bà lấy cho nhạc sĩ nào đó thổi kèn đó. Vậy à? Thổi một thời gian thổi đâu có lợi bà, đứt tới hơi chết rồi. Bà quá trời mà cái môi bà tép lặng tép lội, ai mà ở với bà cho được rồi. Bà tôi có hát đâu mà bà nói tôi hát. Thì bởi tôi chỉ đờn cho hai ông hát. Người ta hát kèn ta đờn theo chi vậy? Là anh sắm cái đờn chứ đờn miết. Mà cũng tại ông nữa. Cái gì nữa? Người ta hát nhạc trữ tình không chịu, không có nhạc trẻ vô gì. À, gì. Anh đừng lo về em khi mà em vẫn còn yêu anh gì đó. Cái đó là cái bài mới của con Hương Rừng á. Bài gì? Cái bài đó là bài Em Gái Mưa Ngâu. Vậy hả? Ừ. Mà cũng tại ông. Gì nữa? Bị người ta ghi ăn hát, mỗi lần cứ cầm cái đàn vô khiều cái là ca, khiều cái là ca hả? Ở trong này buồn quá mà. Em coi ông ta không? Kém bát chi tội, ta ra bát cái này cái nẹp bát chi tội, ta cái này cái này cái nào bát chi tội, ta cái này cái này cái nào ta cái này cái này cái nào tam ba đây là bát chặt chặt. Em biết chưa? Già rồi không có nết na. Tôi cũng nói thiệt với mấy ông nha, mấy ông phải tôn trọng cái người người ta đẹp, người ta phải nghỉ ngơi sớm trong cái viện dưỡng lão này. Tôi đẹp nhất, tôi phải nghỉ ngơi để giữ gìn cái nhan sắc. Ngày nào mấy ông cũng tập trung, tôi biết là tôi đẹp nhưng mấy ông đừng có làm như vậy. Mấy ông thích tôi thì mấy ông cũng phải chia. Ê, vậy chứ cắt đồng phục của viện dưỡng lão tặng cho tôi cái khăn. Trời ơi, hả? Ông lên cho ông Thành nói chứ Hương, tôi tặng nè, tôi thêu hình nè, TH nè, Thành Hương nè. Rồi bây giờ viện dưỡng lão người ta lên người ta nói tôi ăn cắp đồ. Ảo mộng tình yêu. Chứ cái khăn này đâu mà ông tặng tôi. Cái khăn này tôi may quần dư, tôi còn tôi rớt, tôi cắt tôi làm cái khăn nè, tôi làm cái khăn ăn cổ mà tự nhiên bà lấy ra mà. Thì bởi vậy cái đồ này là đồng phục để người ta lên người ta rầy tôi. Đúng không? Thì đừng có làm như vậy. Thì giá là cha này mê cái miệng chữ. Nè. Bà ông cũng vậy luôn. Đây nè, ông thích cái màu của ông nè, cái màu đây nè, nè tiệp y chang nè. Tôi tưởng ông tặng cho tôi, ông đem lên tới đây nè. Hương ơi, à, em hay la hay chửi ta sợ nóng trong người, tặng em cái quạt. Thế rồi không? Bảo vệ lên hốt tôi tại cái quạt này của ông giám đốc của viện dưỡng lão. Trời ơi, ăn cắp. Ăn cắp. Trời đây nè. Kỳ cục dễ. Vậy mà tôi tưởng bình thường là chữ ba cho giữ do ăn ngờ cua lén hèn. Chỉ có anh Tài là được thôi. Viện dưỡng lão phát tả giấy tối ngủ để mặc tả để cho người ta thổi thay lén lén lấy tặng cho tôi. Hôm qua y tá lên người ta nói cái size tả này là dùng cho những cái người có tuổi, vòng ba nó bự, cái số là XXL. Ông lấy ông tặng cho tôi đâu có mặc vừa. Bà lấy mình là làm mà mền bà đắp không? Đâu có. Tôi lấy tôi làm tôi nhồi gối tôi nằm tại nó im lắm. Trời ơi. Rồi hôm qua ông không tự chủ được, ở trên giường bấy lầy y tá người ta qua người ta chửi. Nhưng mà vớt vát lại được ha. Là ba ông thấy vậy mà dễ thương. Làm tấm hình tặng cho tôi. Cái hồi sáng thấy tụi nó treo đây nè. Cái ba ông gom tiền lại làm cho tôi đúng không? Nè tôi thấy bà nghe, bà đừng có mộng tưởng nha. À, tôi là tôi không có thương bà đâu đó. Tôi là cái gu tôi là bên Hàn Quốc à. Ủa vậy là ông Giang đúng không? Ông Giang là có hình tặng tôi phải không? Khi nào thế giới này còn một người phụ nữ thì tôi mới yêu bà được. Vậy là ông Tài đúng không? Ông làm cái tấm hình này ông tặng tôi đúng không? Tôi thích quá à. Sao Photoshop sao hay? Nãy giờ bà nói tôi không có lên tiếng ha, bây giờ tôi mới lên tiếng nè. Cái hình này không phải là của tôi làm đâu. Tôi nghĩ là của ai hay là của bà tự làm đó. Còn cái gu của tôi không phải là gu của bà. Nói vậy là ba ông tặng quà cho tôi với ba yêu tôi à? Cái này tôi bỏ quên bà ơi. Ê bà. Gì vậy? Trời ơi. Ê. Bây giờ tôi nói nha. Hai ông cứ luôn miệng nói là ghét con mẹ lùng. Rồi bây giờ bà kể là hai ông cua sau lưng. Ê, đừng có phản anh em mà tự nhiên đi đường sau, đi đường hậu nghe. Tôi là tôi mới chơi ông đó nha. Ông mà là bằng chứng rõ ràng là cái khăn nha. Bà cầm từ phòng bà xuống nha. Tôi là cái khăn này à. Khăn cái gì? Tôi là tôi sao? Tôi làm gớt. Cái bà lụm là bà nói vậy đó chứ tôi là không có. Cái này là tôi bỏ quên. Tôi là phe mấy ông á chứ tôi là không có yêu con mẹ lùng này đâu. Thôi, tôi chắc tôi về. Về đâu? Về lại biệt thự. Có mới nấu đi đại ca. Trời, biết hồ tràm không? Hương tràm tôi biết, hồ tràm không biết à. Hồ tràm là sát biển. Rồi nó sao? Là nhà ông đó. Biệt thự sát biển. Nếu mà giàu vậy vô đây ở chi? Lâu quá chán cảnh biệt thự, vô đây dạng như đi nghỉ dưỡng vậy đó. Vậy là nhà ông giàu á. Giàu. Biệt thự của ông chắc lớn á. Bự lắm à. Cái nhà tôi thì không có lớn được như nhà ông. Vậy hả? Nhưng mà nhà tôi được cái chắc bỏ con nhỏ con gái vô 3 ngày đi lạc không biết đường ra. Cha đang nhìn nhé, chắc chắn là không có nhà, nhìn đồ y chang bán kẹo kéo hả? Không, nhà tôi thì không có được bằng hai ông đâu. Ừ. Nhỏ lắm. Nhìn là biết.
sân nhà nó nhỏ mà, ra tôi phải mua đủ các loài thú trong rừng thì tôi nuôi. Nói ra biết sao, không lẽ nhà ông Thấu cầm viên loài thú đó, nhà tôi đó, ở trong đó. Trời, nấu vợ mà dính thiệt á trời. Ủa, đó của nhà nước mà. Nhà bà ở vậy. Ủa, cái gì nữa vậy? Chắc chữ quá bị người ta quánh phù mỡ rồi. Sao vậy cưng? Ba ông chưa về nữa hả? Chưa. Tôi đâu ngờ mấy ông lường gạt tình yêu của tôi từ đó tới giờ. Tôi tưởng là mấy ông yêu tôi thiệt, mấy ông mới tặng quà cho tôi. Tôi được rồi, mấy ông sẽ hối hận. Tôi tự tử đây. Hương, Hương, nói thiệt là tôi thương bà, tôi thương bà Hương. Hương à, tôi là người thương nhất nghe. Bà có biết mỗi đêm mà người gõ cửa bà là ai không? Trời đất ơi, là tôi đó. Trời đất ơi, sao phản anh em? Đừng có nghe. Anh là người thương em nhất là Hương ơi. Trời đất ơi, lúc nào anh cũng thương em. Ông làm cái gì cho người ta mà ông nói thương? Ông đâu có đứng hàng đêm gõ cửa như tôi đâu. Không đứng hàng đêm như tôi đờn hai ông hát tỏ tình, ông muốn gì nữa? Hương ơi, mấy cái thằng đờn nó không có làm gì được cho đời em đâu Hương. Anh là cái người mò lên đóng là cái cửa sổ cho em bật ra, em chửi cho nó sướng đó Hương ơi. Bỏ nha, bỏ nha. Nha, mới có thử lòng nhẹ thôi nha. Hả? Thì ra ba người yêu tôi một lượt ha. Rảnh quá ha. Đêm đêm rồi gõ cửa cho bảo vệ người ta lên người ta chữ hả? Rồi đêm đêm hát cho người ta lên người ta làm phiền tôi, người ta nói tôi ồn ào. Bà Hương, chưa chắc những thứ này. Tôi không ngờ con người bà lại như vậy. Bà dùng cái thủ đoạn bà tự giận để bà cho tụi tôi xót thương để tôi xì ra cái vụ này phải không? Tôi nói thiệt hồi nãy tôi biết vậy ha. Làm gì tôi? Làm gì tôi? Tôi cho bà nhảy lầu luôn đi. Dạ rồi không nên nết. Alo. Dạ cái gì? Nhà hoàng kiếm ông xong hốt quản hả? Cái gì vậy? Trên ba quản lý gọi điện báo xuống. Báo nãy giờ rồi, tôi cầm đơn trong kia kìa. Ở cái viện dưỡng lão mình nó có cái quyết định rồi đó. Mỗi người vô lãnh tờ giấy đi kìa. Coi coi là cái viện dưỡng lão. Cái gì? Xuất viện. Cái gì? Ủa làm gì tôi bị gì xuất viện? Xuất ra khỏi viện dưỡng lão. Lý do? Tại sao? Viện dưỡng lão này bây giờ cũ rồi, người ta quy hoạch, người ta xây building. Rồi mình dọn đi. Ê trời Phật ơi, tôi ở đâu? Ông lâu ông cua tôi không, ông có nghe thông báo hả? Có biết gì về đâu cả. Về cái nhà gì mà đưa gái vô đi lạc đó, ở. Nhà đâu nhà? Cái nhà mà nhỏ. Tôi đừng có quan tâm tới cái nhà của tôi, cái vụ này sao nè? Thì cái quyết định mỗi người một tờ. Rồi sao? Rồi giờ dọn đi đâu? Chỗ đâu ở? Thì vô có quyết định sao? Vô tụi ông lấy đi. Ê rồi mình được dọn cái chỗ mới phải không? Người ta xây cái mới chứ. Chỗ mới người ta cung cấp về. Ừ, thôi chị cũng mừng. Thì cũng được. Vô lấy người tờ quyết định lẹ đi. Coi coi không? Mình đi đâu? Đi vô bà vô bà lẹ chân lẹ cẳng bà vô bà coi coi đi ở đâu. Dẹp cái viện dưỡng lão này nè. Thôi đó đi bàn hợp anh em coi. Bây giờ thí dụ nó có tách mình đi, mình có xin ở chung nhau được không? Cha này cha ngái dữ lắm. Không, tôi nói nghe, hai ông đi đâu tôi cũng phải đi theo. Tại vì những lúc có mấy ông buồn á, tôi đờn cái mấy ông hát, hiểu chứ? Thì đúng rồi đó, ở chung đi. Anh em đi luôn cho vui. Đúng rồi. Cho có người cua. Ê, vui quá. Bây giờ ở chung ha, có gì chết chết chùm. Chết chung chứ chết chùm ông này. Ở chung rồi chết rồi chết chùm chứ. Gì mặt mấy chị vậy bà? Ê. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu coi coi. Tao đưa đưa của tôi đi, quyết định tôi đi. Đây, tao đây. Tao điều đi đâu đi coi coi. Đưa đâu? Ồ, được nghe. Cái chỗ này là mấy anh em mình vui luôn á. Đúng không? Ông đi đâu hả? Trời ơi, tôi đi tuốt có thủ Đức lận. Trời ơi, vậy sao điều tôi đi xa như vậy? Ông đi đâu vậy? Hồng Kông. Trời ơi, sao ông sướng vậy, đi xuất ngoại luôn hả? Nó có mở ngoặc bên hông chợ lớn. Trời ơi. Còn ông? Số tiền. Tại sao tôi không có đi chung với các ông vậy? Ủa sao vậy? Ủa đi với bà đi đâu? Vậy bà sao? Ba người ba hướng hả? Vậy bà sao? Để tôi đọc đó. Tôi đi đầm sen. Hả? Tôi cũng đầm vịt đó. Bà đầm vịt ở chỗ hả? Ủa mấy ông tào lao quá. Ê khoan. Xuống đẩy xuống đầm tháp. Khoan. Ê nó có cái phụ lục nè. Ở đây có trường hợp vì trong lúc sinh hoạt không tử tế in đậm nên sẽ không được giải quyết đến những chỗ ở mới theo lô đã được phân. Trời, sao tội với người đó vậy? Trong đó có ông. Ai tội với người đó quá vậy? Nguyễn Văn Giang. Trời ơi, tội cha đó hả? Ông đó. Lê Văn Tài. Ông đó. Có tôi luôn hả? Bành Văn Thành. Rồi vậy với bà Lụ Thị Hương. Tôi thì tôi ồn ào, tôi khó tính, tôi kỹ tính. Ông Tài thì hay hát,
Tôi có ăn cắp giặt mấy lần. Ăn cắp giặt? Tôi thì phá ban đêm. Sao ai cũng được đi, của mình tụi mình nó không cho đi rồi mình vậy đâu. Bây giờ kiếm con đi. Con ông ở căn nhà gì? Ừ, ông nó ông giàu lắm đó. Ừ, biệt thự gì đó. Cho tôi vô ở ké được không? Con lấy rồi. Nó lấy là nó mới đuổi tôi mới vô đây chứ. Ông ơi, nhà của ông, cái nhà của ông nuôi cái con gì đó, nó nghỉ ngơi đâu, cho tôi về ở được không? Nãy mấy ông này ông nói rồi, cái đó của nhà nước mà, là của tôi đâu. Ông này hồi nãy ông nói rồi, nhà ông đâu, nhà biệt thự, vô nhà ông ở. Nhà đó tôi đi ngang, tôi ước mơ tôi được ở trong cái nhà nào trời của tôi. Cái nhà nào mà ông ước mơ vậy? Cái nhà của ông Lý Nha Kỳ. Trời ơi, nhà của tao chịu ước mơ. Ê, mấy người thấy tuổi thân quá à. Tự nhiên tống cô ra đường. Trời ơi, rồi bây giờ tụi mình làm gì về đâu? Giờ tự lo chứ đâu có dính chùm được nữa. Chắc tôi về tôi cũng kiếm chuyện làm để kiếm tiền sống. Hồi xưa tôi có ước mơ cao đẹp lắm mà tôi chưa thực hiện được. Làm gì? Không biết là con nên thực hiện cái giấc mơ gian dở của mình hay không. Mà vậy? Hồi nhỏ tôi mơ tôi làm diễn viên múa. Mà giờ... Múa bụng hả? Canxi đâu nữa múa. Tôi thấy cha này là có tiềm năng nhất, là không bao giờ sợ đói đâu. Chắc bây giờ ông xin vô đám ma ông đờn đi cho người ta, rồi người ta cho tiền ông. Chắc tôi cũng trở lại cái ngày cũ của tôi. Mà không biết cái tuổi này nó còn mướn không. Đám cưới là nó đẩy ra, nó không có nhận rồi đó. Bây giờ đi đâu bây giờ? Hát dạo bán kẹo kéo. Ê, ông dám tôi lái xe ôm được không? Được, lái xe ôm là hợp lý á. Mà quan trọng là chiếc xe đâu lái. Thì bở đang định hỏi. Chắc bán vé số. Bán vé số à? Phải có vốn. Bán vé giò. Bán vé giò cũng phải có vốn. Không có không gì hết. Tôi có. Tôi có. Ê bạn ơi. Tôi dữ dằn vậy thôi à. Bị cái nết của tôi vậy thôi. Chứ con cháu rồi, nó thấy tôi khó rồi tôi kỹ tánh á. Cái nó bỏ tôi vô đây thôi. Chứ nói chứ tôi cũng còn cái chòi. Giống như chòi vịt vậy đó, nó nhỏ. Ở dưới Hóc Môn á. Thôi. Vậy ông khỏi về. Hai ông về ở với tôi. Mấy ông không chê thì tôi về. Tôi dựng lên. Rồi tụi mình túm nụm nhau ở. Rồi già rồi lo cho nhau. Chê cái gì? Bây giờ không có chỗ ở mà chê. Bây giờ về đi, có mắm ăn mắm, muối ăn muối. Tôi thề với mấy ông là tôi về đó tôi không có la rầy mấy ông nữa đâu. Tôi biết ý tụi ông hết. Mình ở với nhau cũng 6-7 năm rồi. Ê, tôi có ý này hay. Bây giờ nếu bà không chê, bà chứa chấp ba thằng già này. Không, hai người này tôi chứa rồi, hồi nãy ông nói ông không ở. Thằng nào vậy? Thằng ngu mới nói vậy không ở vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào giả chạc vô mặt đó, thằng nào vậy? Ông này ông lẻo mép ghê à. Bây giờ ông ở không? Trời ơi mà ngu à. Cầu cận ở quỳ lị nè, mặt quỳ lị nè. Sao? Nghe nè, tôi có kế hoạch hết rồi. Bây giờ tôi nói nghe nè, mình phải công bằng với nhau. Người góp của, người góp công. Rồi. Bây giờ mình phải tự cứu lấy mình. Rồi. Bà thương, bà trục ba tụi tôi về đi. Ba là ha có miếng đất. Ừ. Tôi là có nghề tôi trồng rau giỏi. Tôi trồng xong là cái ông này là lặt rau giùm tôi, phụ tôi. Được, được, tôi làm được. Ông là rửa rau cho sạch, đẩy xe ra mà chợ bán. Kéo nhau về đó hết đi, kệ nó, mình có rau rau, có mắm ăn mắm. Mình cứ về đó mình ở, rồi từ từ người ta kiếm được cái chỗ nào mà gom bốn đứa mình vô một trại thì mình về mình ở. Đúng, và quan trọng, sống là không có được buồn.